Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin kính chúc với cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nhé. Thì hôm nay gia chủ có gửi bên em một cái căn nhà và có cái kho kế bên luôn anh chị, đang hoạt động luôn nha. Với ngang mặt tiền đường nhựa này á là 18, chiều sâu á một đầu là 27, là bên tay phải đá chữ L qua nha. Còn bên tay trái mình á chiều sâu là 28,5 m, phía sau á đất mình á và căn nhà nó hậu ra là 43 m nha. Lên tổng diện tích là 590 m² nha anh chị. Trên căn nhà mình á có thổ cư là 170 m². Cái hướng căn nhà và đất của mình á là hướng tây bắc nha. Địa chỉ cái căn nhà của mình là ở ấp Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ở đây anh chị thấy không? Bên ta phải mình nè, có cột điện nè, điện 3 pha luôn chị ha. Có đèn đường, điện nước, cáp wifi đầy đủ hết nha anh chị. Mình đi hướng này là đi thẳng về ra tỉnh lộ 879 là 800 m anh chị ha. Còn mình đi ra trường học và ủy ban điện mới xanh á là 1 cây số đổ lại thay, rất là gần luôn chị ha. Nó một vị trí rất là đẹp luôn. Còn hướng ngược lại đường nhựa này thì mình đi liên thông ra thành phố Gò Công là 30 km nha. Còn đây từ vị trí căn nhà mình đã đi ra quốc lộ 50 là 5 km nha anh chị. Còn nếu mình ở xa như là thành phố Hồ Chí Minh á, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị về tới căn nhà và cái kho của mình á là 58 km thay. Anh chị đi gần nhất là nếu mình ở quốc lộ 50 á, chỗ mà giáp với Long An là cầu Mỹ Lợi á, anh chị đi qua cầu Mỹ Lợi quốc lộ 50 qua đây là gần nha. Còn nếu mà đi quốc lộ A hay đường cao tốc thì quanh lại đây hơi xa hơi sướng nha anh chị. Đó em nói hai hướng cho mình đi cho dễ ha. Đây, không để mất thời gian của quý khách hàng nữa, em sẽ chỉ ranh giới cho mình nắm ha. Anh chị thấy không? Đường nhựa, xe ô tô, xe tải luôn. Đó, anh chị không? Bên tay trái đối diện nhà mình thì cũng có cái xưởng chuyên cửa nhôm, tủ nhôm rồi chị ha, lắp ráp rồi nè. Kế bên xíu nữa để có bán bia, nước ngọt. Và kế nữa là có bán tiệm thuốc tây, đầy đủ hết mặt hàng hết nha. Hiện tại thì gia chủ đang bán nước mía và nước ngọt anh chị ha. Đây, căn nhà và cái kho của mình đây anh chị. Đây là không gian rộng nè. Đang quay kỹ cho mình xem. Cái kho là bên tay phải chị ha, còn cái nhà của chủ ở thì là bên tay trái, đang buôn bán nước ngọt và bán nước mía. Anh chị thấy không? Cái nền và cái máy tiền chế làm rất là cao, rất là thoáng luôn nên không có nóng anh chị ha. Hiện tại thì cái kho này á thì chủ chứa gươm đó chị, để bán chị ha. Thứ nhất là bán gươm này cho bò ăn hay là một số như là trồng cây đó. Đây là cái chứa để bán mấy khách lẻ lại mua chị ha, hay bổ sĩ tại gom chứa rất là nhiều anh chị. Ranh giới là từ vị trí bên tay phải anh chị ha. Đây con gào đây đó. Sâu vô là cầu này đó là bên tay phải anh chị 27 m thôi đó. 27 m thì đá qua bên tay phải nha, chữ L đá bên tay phải. Còn bên tay trái mình đó thì chiều sâu là khoảng là 28 m anh chị ha. Đó, mình mua nhà và cái kho này có khu cư cái sẵn mình rất là yên tâm anh chị ha. Đó thì gia chủ là mà thuộc trong khoảng 2 tấc anh chị ha. Đó, cái ganh của mình hàng gạo đó, nhưng mà ta thuộc vô 2 tấc để xây bức tường lên để làm mấy tiền chế chỗ cái kho anh chị ha. Đó, rất là thoáng luôn và có camera anh chị ha, quan sát nè cái kho mình đây ở bên góc phải chị, đợp rất là cao nên rất là thoáng anh chị ha, nên xe tải đầu ga vô chở gom nè hay là xe ba gác rồi đó chở rất là thoải mái luôn, ra vô rất là thoải mái. 18 m mặt tiền đường nhựa anh chị đó, tổng là, đây là mặt tiền, đây là chứa là cái kho và đây là cái nhà của gia chủ ở. Cái nhà đây thì chủ làm kéo lưới B40 là 2 m và ở dưới từ cái đường nhựa xây lên gạch là nửa mét anh chị ha. Còn cái cổng thì làm đơn giản thôi. Đó, gia đình mình không có xe ô tô nên làm cái cổng căn nhà thì đơn giản thôi. Đó, chỉ có là khoảng 2 m anh chị ha, hơi xíu à. Đó, trên trước thì cũng
có máy tiền chế nè, đưa ra trước cho nó mát anh chị ha. Lúc trước thì gia đình con của chủ có làm bên tóc anh chị ha. Đó, có tiệm tóc là Ánh Hồng nhưng mà giờ không có làm nữa. Đó, giờ có chồng rồi. Đó, thì giờ mình chồng ở rồi thì đây cha mẹ đang bán nước ngọt, và buổi tối là bán cá viên chiên nè, thì cam vắt trà sữa buổi tối chị ha, và nước mía nè, một số mới bán nước ngọt rồi anh chị ha. Rồi qua bên tay trái mình anh chị ha, đây có hàng rào cao là 2 mét kéo lưới và xây gạch lên là nửa mét nha. Đây là hàng rào chiều sâu bên tay trái. Đó, bên hông nhà thì còn khoảng bên trong đây, đó, từ bức tường qua cái hàng rào mình có còn khoảng 4 tấc vậy ha. Đó, để mở cửa sổ rồi anh chị. Rồi để quay một vòng mình xem hàng xóm nha. Đây có một cái kho to đùng luôn, làm cửa sắt cửa nhôm kế bên nhà mình bên tay trái nha. Cái hàng xóm này rất là đông đúc tại mặt tiền đường nhựa anh chị. Ở đây có điện đường luôn chị ha, dân cư đông đúc nha. Nhà nào nhà nấy to đùng luôn, thấy không? Nhà đối diện nhà mình đây, nhà rất là đông. Để em quay kỹ cho mình xem, nhiều lúc mình chỉ ở xa đó thấy rõ cái xung quanh hàng xóm mình á. Về đây nhất á mình ở nè, cái thứ hai thì có cái kho sẵn, về anh chị có thể mình có thể muốn bán gom tiếp tục thì có mối chủ sẽ truyền lại cho mình cái mối cũ ha. Đó, còn nếu không chị có thể làm cái kho đó mình vừa làm vừa trái cây hay là một số công việc gì đó làm cái kho anh chị ha. Tại vì mấy anh chế chủ làm sẵn rồi, rất là cao, rất là thoáng, thấy rất là hợp lý nha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan trước, và em sẽ ra cái phía sau đất và cái kho, và cuối cùng là cái ranh giới cuối cùng nha chị ha. Dạ em xin mời anh chị ạ. Giá thì chủ ký gửi nguyên căn nhà và cái kho của mình á là 1.650.000.000 thôi. Nó sở hữu một cái view phía sau căn nhà mình là một view sông, rất là mát, rất là thông thoáng luôn nha anh chị. Đây có hai lớp cửa ha, cửa cổng là một cái khung sắt tròn, rất là chắc chắn ha. Ở đây mình có một cây bàn đây anh chị, to đùng luôn nên rất là mát. Đó. Này nằm trong đất mình luôn, hồi xưa nó xíu rồi, giờ nó bự chảng rồi chị ha. Đó. Rất là mát nên không có nóng chị ha. Và cái cửa phòng khách mình đây là cửa bằng cửa kéo á chị nha. Và ở đây thì là lúc trước làm tóc này em nói đó, là con của chủ giờ có chồng rồi không có làm nữa, thì giờ là bán mấy đồ cá bùn chiên, bán nước ngọt, bán nước mía chị ha. Đó, thì giờ là đây là một cái không gian đó, bán mấy đồ nước ngọt đây. Đó, rất là rộng luôn. Ở trên thì chủ đã đóng lớp phong rồi chị ha, rất là mát luôn. Rồi em sẽ đi ra cái xung quanh căn nhà, rồi em sẽ đi vô phía sau và cái phần cái kho nè. Gia đình đang ở luôn chị ha, do kẹt tiền làm ăn kinh tế khó khăn nên mới bán anh chị ơi. Nhà tâm huyết của gia đình nha anh chị. Đây là bên trong căn nhà. Phòng khách nè, trước là giống như cái sân nãy là mình buôn bán á chị ha. Đó. Còn đây là thờ cúng ở đây. Toàn bộ cái nhà đã đóng lọc phong hết anh chị nha, em quay rất là kỹ mình xem ha. Ở đây thì thiết kế cái sổ hơi nhỏ chị. Đó, đây là sổ bên tay phải nè. Đó, thì nhà này xây dựng cũng lâu rồi chứ không phải mới đây anh chị. Đó, thì xưa thì thường là xây nhà thì đơn giản, và cái cửa sổ nhỏ chị ha. Thì xưa thì giờ đó là hiện tại thì không còn là cửa sổ nhỏ đó, là cửa sổ lớn chị ha. Đây là phòng ngủ anh chị bên trong. Đây. Đó, đây thì phòng ngủ của gia đình. Đó, cũng cửa sổ có nhưng mà nhỏ xíu à. Ở đây thì ngủ là giường anh chị ha. Đây là một phòng, còn bên kia là một phòng anh chị. Đó, nhưng mà ở đây là thì giờ ngăn một cái cửa anh chị ha. Đây cái cửa ngang qua. Em bắt đèn cho sáng rồi tối anh chị. Đó, ngang qua đây là mở thêm được phòng nữa, là 2 phòng. Đây, phòng là phòng thứ 2. Đó. Lúc trước thì 2 phòng riêng biệt anh chị, nhưng mà giờ thì tại vì đây là phòng của con nên đã cắt bức tường anh chị ha, làm cửa lùa đây ha, đây là cửa lùa đã kéo qua có lại. Đó. Chứ xưa là cái cửa nằm ngoài đây anh chị ha. Đó.
hai cửa ngủ riêng biệt hết, nhưng bây giờ con chủ ở đây nên ai làm một cái cửa kéo này nè qua lại cho dễ chị ha, coi gắn máy lạnh rồi la phong đầy đủ hết nha chị. Em xin mời chị ha, em sẽ đi ra phía sau mình thông quan nha. Nhà thì cũng cấp 4 thôi, đơn giản anh chị ha. Thì tường thì mới hơi nứt anh chị ha, bên tay phải đây. Hơi nứt. Thì có sao em quay vậy, em quay thực tế chị ha, để nhiều lúc cô chú anh chị về mình không thấy á, thì mình nói sao quay không thấy anh chị ha. Đó, thì cái đó nứt vẽ thôi không sao anh chị. Để em quay thực tế. Đó, nhà có sao nói vậy. Và đây là không gian bếp nấu ăn anh chị ha, rất là rộng rất là thoáng luôn, nhưng mà gia đình nó đồ hơi nhiều nên bề bộn một xíu, anh chị và cô chú cũng thông cảm nha, tại gia đình mình đang ở chị, gia đình cũng đông con đông cháu anh chị ha. Đó, đây là một cái không gian rất là rộng để nấu ăn đây. Đó, có cửa sổ cũng nhỏ xíu à, và kế dưới đây là một cái sàn nước đã rửa chén bát nồi ơi dưới đây anh chị ha. Và bên tay trái mình đây là một cái không gian nhà tắm nhà vệ sinh là chung. Đó, ngày xưa thì thiết kế theo bồn cầu theo kiểu ngồi. Đó, giờ không có loại mà kiểu mà hiện đại giờ vậy ha, kiểu xưa. Và trong đây cũng là một cái bồn nước xây gạch lên là chứa nước trong đây nè chị, nó có vòi nước là nước máy chị ha, là cái mở ra đây. Đó, giống như thường ta chứa cái lu, còn này là xây cái hồ chị, đó, làm cái vòi nước chứa đó mình múc nước tắm chị ha. Rồi em sẽ đi ra cái không gian phía sau là một view sông. Đây là không gian bếp rất là rộng chị thấy không, rất là rộng rãi nha. Đây đó, đây có bàn cơm ha, đây có giường đó, thì chủ giờ cái bếp ở đây đó, nấu ăn cho nó rộng rãi chị ha. Phía sau ở đây chị, phía sau nhà mình đây còn khoảng là 7 mét đó chị ha, ở từ căn nhà đây. Đó, rào đen chị ha, đây chiều sâu bên đây trái nè, ở đây khoảng cũng 28 mét rưỡi á, tới đây. Đó, gia chủ làm bài kè rất là chắc chắn, đó, rất là an toàn luôn chị thấy không? Đàm trong đây đổ đà một cái nữa chị thấy không? Đó, rồi ở đây xây gạch đổ đà ngoài đây nữa là chị thấy không? Cái nguồn nước mình xả ra cái sông này chị ha, đó, nước sử dụng á, đó, một cái đà rất là chắc chắn luôn. Đó, quay kỹ cho mình xem rất là rõ nha, đây gia chủ làm rất là kỹ. Đây phía sau đây là một cái view sông rất là mát, rất là thoáng luôn chị. Đó, cô chú anh chị nào mà thích mà mua nhà mà phía sau có một view sông á, đây là cái vị trí cực kỳ đẹp. Ở trước nhà mình và cái kho là một đường nhựa anh chị ha. Em đang quay bữa trưa mà gió ù ù rất là mát anh chị ha. Nhiều lúc em nói chuyện về mà gió thổi quá cái mic nó cũng nghe ồn đó chị, là gió rất là mạnh. Đó, đây chỗ cũng chừa mấy cái râu lên nè chị thấy không? Đó, nói là kè hai lớp lận, lớp trong và lớp ngoài đó, nên không có sợ bị lở nha. Rồi giờ em sẽ đi qua bên cái kho gom mình xem anh chị ha. Dài bên kia chỗ ông đứng là dài qua bãi là 43 mét là chị, phía sau mình ở hậu nha, nhưng mà chiều sâu bên tay phải là vô khoảng 27 mét đó, thì bắt đầu đá chữ L. Đá bên tay phải chứ không phải đá bên tay trái. Chỗ ông đứng đây là sau lưng căn nhà là chị thấy không? Rồi chị em sẽ đi qua cái kho chị, em xin mời chị nha, làm này rất là chắc chắn luôn. Đó, cái đà này to tung luôn chị không, sắt nè, sắt này nó cũng to lắm. Đó, làm rất là chắc chắn anh chị nha, tại gia đình này cũng làm để xây dựng để ở cái nhà này anh chị, nhưng mà do cái nhà xây lâu thì xuống cấp mình nứt thôi, còn cái kho thì cuốn nền rất là chắc chắn luôn. Đó, tại vì cái kho này là chứa gom để bán cho dê ăn anh chị, dê rồi bò rồi anh chị ha. Đây là đại lý luôn á, gom thu nhập thì rất là nhiều đây, xong rồi bỏ sỉ và bán lẻ luôn chị ha. Đó, là có máy rất là cao. Đó, trên cái máy này chị ha, rất là cao luôn chị, nhìn rất là mát, thông thoáng không có nóng anh chị ha. Đó, trước hình mình là cái đường nhựa anh chị, đây để đứng này cao cho mình xem cái đá chữ L nè, đứng này cục gom nè thấy không. Đó, mình vô tới đây thì thấy không, hai mấy mét ở đầu đáy và chữ L thẳng vào bản là vậy. Đó,
em đem gom gần lại mình thấy cái ganh cuối cùng luôn nha. Đây đó, xung quanh là đã có xây bức tường cao là 3 mét và dừng ton hết anh chị ha, rất là dễ biết. Rồi đến đây em tạm dừng video ha, quý khách hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà hoặc cái kho nào mà ở huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số điện thoại hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 1 tỷ 650 triệu. Trên căn nhà hoặc cái kho mình đó có thổ cư là 170 m² nha anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên có một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giúp hình để tương tác với em để có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.